chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu. Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khởi hoàn. Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời. Con hãnh diện, con vui sướng, con yêu non sông gấm vóc. Con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn. Con yêu chiến sĩ hào hùng, sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn. Núi cao, xương chất cao hơn. Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Con phục vụ hết tâm hồn, con trung thành hết nhiệt huyết. Con bảo vệ bằng xương máu, con xây dựng bằng tim óc. Vui, niềm vui của đồng bào, buồn, nỗi buồn của dân tộc. Một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam, một truyền thống Việt Nam. Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con, cha mong dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản con. Tôi đã đi cải cái tạo, đã bị biệt giam như thế nào, và tôi cũng không bị ai cấm tôi nói. Tôi tự do, nhưng mà tôi không muốn chỉ bám vào quá khứ. Tôi không muốn ta thán, nhưng nhìn tương lai một cách tích cực. Năm 1975, Đức Cha Thuận được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám mục Sài Gòn, giữa lúc thành phố này rơi vào tình trạng hết sức hỗn loạn. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, hàng triệu người tìm cách rời khỏi Việt Nam bằng những chuyến bay thương mại và những chiếc thuyền đánh cá. Còn giới giáo sĩ thì hoang mang, không biết số phận mình sẽ ra sao. Ngài biết chính quyền sẽ không bao giờ chịu chấp nhận Ngài ở lại Sài Gòn. Nhưng Ngài vẫn lên đường về Sài Gòn giữa lúc các quốc lộ vẫn còn thiếu an ninh. Và khi Ngài đến Sài Gòn, không thấy ai ra đón Ngài, và Ngài hiểu rằng đang có chuyện rắc rối. Ngày 15 tháng 8, 1975, nhằm lễ Đức Bà hồn xác lên trời, là một ngày không thể quên được trong cuộc đời của tôi. Và tôi đã bị bắt ở trong Dinh Độc Lập, chở trên xe đi trong đêm tối về Nha Trang lúc 12 giờ đêm. Một quãng đường tối tăm thực, nhưng mà tôi vui vẻ, bởi vì tôi thấy tôi bắt đầu một bước đường gian lao trong một ngày lễ của Đức Mẹ. Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1928 tại Phú Cam, một ngoại ô của thành phố Huế, miền Trung Việt Nam. Dân chúng tại đây đa phần là người Công giáo. Ngài sinh ra trong một gia đình có tổ tiên là các thánh tử đạo Việt Nam. Như là lịch sử của giáo hội tại Việt Nam á, đã nói rõ là
Giáo hội Việt Nam được sinh ra ở bằng máu đào của các thánh tử vị đạo Việt Nam. Thì từ đầu Giáo hội Việt Nam đã bị cấm cách, và cái cảnh này đã kéo dài ba thế kỷ tất cả. Và chúng tôi có tới hơn 300.000 người bị tử đạo dưới trong suốt 3 thế kỷ này. Van Thuan has always thought that anh tôi luôn luôn cho rằng ơn gọi và cuộc đời của Ngài là một ân huệ của Thiên Chúa, được liên kết trực tiếp, mật thiết với máu các thánh tử đạo. Chúng tôi xuất thân từ một gia đình mà phía bên ngoài của tôi, tức là gia đình ông ngoại Ngô Đình Khả của tôi, tất cả làng, trong đó có gia đình của ông, đã bị thiêu sống trong nhà thờ, đang lúc thờ phượng. Riêng ông ngoại tôi lúc ấy đang ở nước ngoài nên đã thoát chết. Sống sót trong cuộc tử đạo của gia đình, cụ Ngô Đình Khả trở thành người thừa kế một di sản thiêng liêng. Nhưng sau này ông cũng được thôi thúc bởi một giấc mơ chính trị, muốn có một nước Việt Nam độc lập tự do. Ông trở thành một đại thần trong triều vua Thành Thái và đã có một lập trường cứng rắn chống lại chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam. Trong số các con ông, bà cố sinh ra Đức Hồng Y Thuận là người hiểu rõ nhất các lý tưởng của ông. Bà là một phụ nữ có đức tin vững mạnh và đã truyền lại đức tin ấy cho cả 10 người con của bà, nhưng một cách đặc biệt cho người con cả tên Thuận. Mẹ tôi luôn luôn dạy chúng tôi, từng người chúng tôi, bất kể con làm gì, hãy dâng mọi giây phút cho Thiên Chúa, vì từng giây từng phút đều là của Chúa. Ngài hết sức nghiêm túc nghe lời dạy này của mẹ. Đó cũng chính là điều giúp Ngài giữ được sức khỏe tốt và luôn luôn kết hợp với Thiên Chúa khi ở trong tù. Và Ngài hoàn toàn chú tâm vào giây phút hiện tại và sống nó theo giới hạn khả năng của Ngài để yêu mến Thiên Chúa. Đưa đến nhà thờ Cây Vông, tôi bị quản thúc ở đó. Tôi rất băn khoăn. Và một đêm kia, như có một tiếng bảo tôi, tại sao mà con băn khoăn? Sao con dại dột như vậy? Con cứ làm như Thánh Phaolô. Ông Thánh Phaolô ở tù thì ông chỉ viết thơ cho bổn đạo. When he was captured, khi Ngài bị bắt, trong chốc lát, Ngài mất hết mọi sự. Ngài không có tương lai, không hy vọng. Và Ngài nói, tôi muốn sử dụng giây phút hiện tại. Tôi có thể sống nó, có thể hoàn thành nó, có thể yêu mến nó giống như Giê-xu đã làm. Thế là, Ngài đã hiểu ra, tôi có thể làm điều gì đó giống như Thánh Phao-lô. Ngài viết thư cho các cộng đoàn của Ngài. Ngài tìm cách kiếm được một ít giấy. Mỗi đêm, Ngài viết một vài dòng cho các cộng đoàn của Ngài, rồi nhờ một đứa trẻ mang ra khỏi nhà tù. Các tư tưởng này đã được tập hợp lại, và đây là quyển Đường Hy Vọng. Ngài sợ rằng mình sẽ chết mà không có lời nào để lại cho các tín hữu của Ngài. Đó là lý do khiến Ngài bắt đầu viết. Đây là bản đầu tiên mà gia đình chúng tôi có được. Nó được in từ tất cả các suy tư Ngài viết trong tù, Đường Hy Vọng. Ngài thường viết suy tư của Ngài trên mặt sau của những tờ lịch cũ mà thằng bé giúp lễ, tên Toàn, mang vào cho Ngài mỗi ngày. Sau đó, thằng bé lấy các tờ Ngài đã viết và đem về cho các anh chị nó, chép ra thành nhiều bản, rồi truyền tay cho những người Việt khác, đọc như một thông điệp của vị giám mục đang bị quản thúc. Tôi cứ viết sau lưng cái tờ lịch, và cứ tờ này tiếp tờ kia, cũng giống là phút này tiếp, là tiếp phút kia vậy. Mà nó thành ra quyển sách Đường Hy Vọng. Sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương.
Trận Điện Biên Phủ, trận đánh cuối cùng đã chia đôi đất nước. Miền Trung Việt, nơi chúng tôi sống, là vùng đất vô cùng nghèo khổ và thiếu thốn về tài chánh, và đặc biệt là thuốc men. Và Đức Cha Thuận lại bị bệnh lao rất nặng. Các bác sĩ nhìn Ngài và bảo, có thể chúng tôi phải giải phẫu và cắt đi một nửa lá phổi của anh vì nó bị nhiễm trùng nặng. Việc tiên lượng cũng rất xấu. Chúng tôi không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Ngài nhìn thấy hai bác sĩ phẫu thuật sửa soạn mổ Ngài và họ nói, chúng ta phải đi chụp X-quang một lần nữa để kiểm tra lại cho chắc. Lúc họ quay lại, họ không thấy có một dấu hiệu gì của bệnh phổi cả. Họ quay sang Ngài và nói, anh sẽ còn sống để thấy đám tang của chúng tôi đấy. Đức Cha Thuận tin rằng chính Đức Mẹ đã làm phép lạ chữa lành bệnh cho Ngài. Ngài đã được thụ phong linh mục trước khi đi sang Roma để tiếp tục việc học. Trong thời gian ở châu Âu, Ngài đã có một cuộc hành hương đáng ghi nhớ để viếng Đức Mẹ Lộ Đức. Lần viếng thứ nhất, đến quỳ cầu nguyện với Đức Mẹ ở hang đá, thì tôi cứ cảm thấy như Đức Mẹ nói với tôi những lời mà Mẹ đã nói với Thánh Nữ Bernadette. Mẹ không hứa cho con những hân hoan, những sự an ủi, mà Mẹ hứa cho con những thử thách, những khó khăn và hạnh phúc đời sau. Tôi bị bắt đi cải tạo, chừng ấy tôi mới thấy rằng thế thì bây giờ đúng là Đức Mẹ đã nói trước và Đức Mẹ đã chuẩn bị cho tôi được thấy điều đó. Đức Cha Thuận luôn luôn rất ngại nói về những điều kiện sống trong tù. Bởi vì, theo tôi nghĩ, Ngài quá sợ, có thể sẽ gây tức giận và trả thù. Vì vậy, Ngài rất do dự khi mô tả cho tôi cảnh sống ở trong xà lim. Đó thực sự là một căn phòng rất tối, chật và ngột ngạt. Hầu như suốt thời gian ở trong đó, chỉ có một cái bóng đèn treo trên trần. Đôi khi cái bóng đèn ấy cứ để sáng hàng tháng trời liền, ngày cũng như đêm. Còn khi khác thì chẳng có một chút ánh sáng nào. Vì vậy, bạn phải ở trong bóng tối hoàn toàn. Thỉnh thoảng khi bị suy sụp, người ta cho ngài ăn những thức ăn mặn đắng. Và đương nhiên, ăn xong rồi thì bạn sẽ khát nước vô cùng. Lúc ấy, cai tù cho bạn uống rất nhiều nước. Rồi sau đó, ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, tên cai tù không quay lại để mở cửa cho bạn ra ngoài, để được khỏe khoắn hơn. Khi họ đến dọn vệ sinh, họ sẽ lấy vòi nước xịt tung tóe lên người bạn và người cai tù. Có thể là một phụ nữ, lấy vòi xịt cả người bạn, lẫn mọi thứ bẩn thỉu trong xà lim, chửi bới bạn bằng mọi thứ tên gọi. Còn bạn thì lại tự xưng là một giám mục. Và bạn tự xưng như thế ư? Bạn không biết xấu hổ với chính mình sao? Có một lần, Ngài dám nhìn thẳng vào người cai tù và nói, cảm ơn anh đã dọn sạch phòng cho tôi. Tôi rất tiếc vì ở trong tình trạng như thế này. Và Ngài nói, lúc Ngài có thể nói lên được câu ấy, tự do đã đến với Ngài và Ngài có thể bắt đầu yêu thương. Being a proud man. Là một người kiêu hãnh, Ngài không muốn cúi mình, nhưng Ngài cũng sợ chính điều đó. Đó là do tính kiêu ngạo của Ngài. Vì vậy, Ngài cầu nguyện để biết khiêm tốn, tỏ vẻ như cúi mình, nhưng trên thực tế, họ không bao giờ có thể bắt Ngài phải cúi mình. Rồi Ngài cũng cần phải chịu đau khổ hơn nữa. Không phải vì thích đau khổ, nhưng vì nhờ chịu đau khổ nhiều hơn, Ngài có thể giúp đỡ những người khác.
chọn những công tác nặng nề nhất trong tù là để giúp những người khác có thể làm được những công tác nhẹ nhàng hơn. Ngay cả những người Phật giáo, cả những người chưa bao giờ tin Thiên Chúa, cũng chỉ trỏ Ngài và nói, ông Thánh đến kìa. Và cầu nguyện những lúc mà vất vả nhất, yếu đuối nhất, không còn đọc kinh gì nữa, tôi cũng nói với Chúa, Jesus, here, Francis, lạy Chúa, đây con đây, Francisco đây. Và tôi cũng có cảm giác như Chúa Giêsu nói với tôi, như Chúa đã nói với ông Jim, Francis, here, Jesus. Đức cha Thuận nói, có những lúc tôi hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn bị bỏ rơi, hoàn toàn cảm thấy như thể không có ai, không một ai ở bên ngoài chăm lo cho tôi, thậm chí có lẽ cả Thiên Chúa nữa. Và trong tình trạng yếu đuối thể chất như vậy, tôi thậm chí cũng không thể đọc hết một kinh Kính Mừng. Tôi chỉ có thể đọc Kính Mừng Maria, chỉ vỏn vẹn một câu ấy thôi. Vì thế, các kinh nguyện của tôi hết sức vắn tắt. Chẳng hạn như, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm, hay nước cha trị đến, hay Giê-xu, khi nào lên nước của người, xin nhớ đến con, hay lạy cha, con đây.